Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh. Hôm nay thứ năm, ngày 17 tháng 12 năm 2020. Chương trình Thời sự tối hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Hội đồng dân các huyện Duyên Hải, Càng Long, Trà Cú và thị xã Duyên Hải vừa tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm để đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Ủy ban dân huyện Cầu Kè giao nhiệm vụ thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Trường Đại học Trà Vinh đưa vào chương trình đào tạo ngành kỹ thuật môi trường để đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực kỹ thuật môi trường ngày càng lớn hiện nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Hội đồng nhân dân các huyện Duyên Hải, Càng Long, Trà Cú và thị xã Duyên Hải vừa tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm để đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Đến dự kỳ họp thường lệ thứ 16, Hội đồng nhân dân thị xã Duyên Hải có bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại kỳ họp này, các đại biểu nghe báo cáo công tác năm 2020 của Thường trực, các ban của Hội đồng nhân dân, kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân thị xã, các báo cáo công tác năm của Ủy ban nhân dân thị xã và các ngành hữu quan báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân thị xã về phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và năm 2016-2020, kế hoạch 5 năm 2021-2025 và năm 2021. Thu chi ngân sách, đầu tư công, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, các báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân thị xã, nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri. Kỳ họp đã thông qua 13 nghị quyết, trong đó có nghị quyết về việc điều chỉnh bổ sung phương án kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025. Nghị quyết kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân thị xã về giám sát kết quả tổ chức thực hiện xây dựng xã lên phường và xã nông thôn mới nâng cao xã Dân Thành. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thị xã xác nhận kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải nhiệm kỳ 2016-2021 do nghỉ hưu và chuyển công tác. Và thông qua nghị quyết của Hội đồng nhân dân thị xã xác nhận kết quả miễn nhiệm chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Duyên Hải nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Vũ Phương do chuyển công tác khác. Đến dự kỳ họp thứ 20, Hội đồng nhân dân huyện Duyên Hải có ông Kim Trương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện đã tập trung thảo luận đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đầu tư công, thu chi ngân sách năm 2020 và đề ra kế hoạch nhiệm vụ năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện. Xem xét các báo cáo tờ trình của cơ quan hữu quan và quyết định nhiều nội dung quan trọng khác. Kỳ họp đã tiến hành bầu miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa chính nhiệm kỳ 2016-2021 và biểu quyết thông qua 6 nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, nghị quyết về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 cho các đơn vị ngành huyện và bổ sung có mục tiêu cho các xã thị trấn, nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2021, nghị quyết về phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2021, nghị quyết kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng cuối năm 2020 về việc thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương giai đoạn 2018-2019 tại Ban chỉ huy quân sự huyện. Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Phan Văn Nhận, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện yêu cầu đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mình, dành nhiều thời gian hơn nữa cho hoạt động Hội đồng nhân dân, nhất là hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và phối hợp giải trình các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Đối với Ủy ban nhân dân huyện và các ban ngành huyện phải có kế hoạch cụ thể, có thời gian thực hiện một cách nghiêm túc các ý kiến kiến nghị của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và cử tri trong huyện. Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện Càng Long lần thứ 20, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tham gia thảo luận, đồng thời phân tích và làm rõ thêm những thành tựu đạt được và những tồn tại hạn chế và rút ra những nguyên nhân và đề xuất, bổ sung mục tiêu và những giải pháp cụ thể cho kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, tập trung tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng hàng hóa gắn với liên doanh liên kết trong quá trình sản xuất, chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và trên cây trồng vật nuôi, mở rộng và phát triển ngành nghề công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, đặc biệt là quan tâm các chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công và các giải pháp xóa nghèo bền vững. Đến nay toàn huyện có 13 trên 13 xã đạt danh hiệu xã nông thôn mới, một thị trấn đạt đô thị văn minh và riêng huyện Càng Long hiện nay đang trình trung ương công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới.
Kỳ họp đã thông qua 7 nghị quyết quan trọng và 2 nghị quyết miễn nhiệm do bầu ủy viên Ủy ban nhân dân. Các nghị quyết được các ban Hội đồng nhân dân huyện thẩm tra và có sự nghiên cứu, đóng góp, phản ánh đúng với tình hình thực tế địa phương, phù hợp đa số cử tri. Phát biểu bế mạc kỳ họp, bà Thân Thị Ngọc Kiều, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đề nghị các ngành hữu quan trên cơ sở đóng góp của các đại biểu hoàn chỉnh các nội dung văn bản, đặc biệt là nghị quyết Hội đồng nhân dân để báo cáo về trên và chuẩn bị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp. Ủy ban nhân dân huyện triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết Hội đồng nhân dân tại kỳ họp thứ 20. Thường trực Hội đồng nhân dân và từng đại biểu Hội đồng nhân dân có trách nhiệm tuyên truyền giám sát việc thực hiện các nghị quyết này. Tại kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân huyện Trà Cú, các đại biểu được nghe báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân huyện. Nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện báo cáo tổng kết ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2020. Báo cáo thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Nghe các phòng ban ngành huyện báo cáo về công tác xét xử, thi hành án, kiểm sát, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng. Nghe các ban của Hội đồng nhân dân báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện thuộc lĩnh vực kinh tế xã hội, tư pháp và pháp chế. Tại kỳ họp này, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết gồm: nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2021, nghị quyết về hỗ trợ kinh phí, bổ sung dự toán chi ngân sách cho các ban ngành huyện và bổ sung mục tiêu cho Ủy ban nhân dân xã thị trấn năm 2020, nghị quyết về việc phê duyệt đầu tư công năm 2021, nghị quyết kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện về việc thực hiện các chính sách pháp luật về phát triển tổ kinh tế hợp tác và hợp tác xã trên địa bàn huyện Trà Cú. Ngày 16 tháng 12, Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Ông Trần Phong Ba, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Theo đó, năm 2021, huyện Cầu Kè phấn đấu đưa giá trị sản xuất tăng 13% so với năm 2020. Huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội 2.600 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2020. Thu ngân sách nhà nước theo dự toán đạt 40 tỷ đồng, tăng 8,1% so với năm 2020. Tổng chi ngân sách gần 450 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người 62 triệu đồng một người trong năm. Tạo việc làm mới 3.500 lao động. 110 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,79%, tỷ lệ hộ sử dụng điện 99,9%. Sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, xây dựng 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tỷ lệ hộ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,13%. Phát triển mới 35 doanh nghiệp mới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và quốc phòng an ninh, cùng một số chỉ tiêu quan trọng khác. Trên cơ sở các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2021, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Phong Ba, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè, đề nghị các phòng ban ngành huyện và các xã thị trấn cần phải tập trung bám sát vào các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện đã đề ra, để xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai, thực hiện một cách nghiêm túc và có hiệu quả, đồng thời phải nêu cao tinh thần đoàn kết trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chung của huyện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu gặp khó khăn vướng mắc, cần kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân huyện để có hướng chỉ đạo kịp thời, nhằm tạo sự đồng bộ, phấn đấu, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 theo kế hoạch của huyện đã đề ra. Chiều hôm qua, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Trà Vinh cùng đại diện Quỹ Cộng đồng Phòng tránh thiên tai đã đến kiểm tra tiến độ công trình xây dựng trạm cấp nước cồn An Lộc, xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè. Trạm cấp nước cồn An Lộc, xã Hòa Tân được khởi công vào ngày 17 tháng 9 sau 3 tháng thi công. Trạm đã hoàn thiện được hơn 80% khối lượng công trình. Trạm cấp nước gồm có 11 hạng mục gồm nhiều thiết bị máy khuấy, bơm chìm, bơm trục ngang, bơm định lượng, trạm bơm cấp 1 và công trình thu nước mặt giếng khoan với công suất 20 mét khối một giờ, hệ thống thoát nước, bể chứa nước sạch 100 mét khối, đài nước 10 mét khối, hệ thống điện, đường ống kỹ thuật công nghệ và mạng phân phối nước sạch. Tổng kinh phí đầu tư cho công trình này là 6 tỷ đồng từ nguồn vốn tài trợ của Quỹ Cộng đồng Phòng tránh thiên tai, vốn vay của các tổ chức tín dụng và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn tỉnh. Theo kế hoạch, công trình trạm cấp nước cồn An Lộc, xã Hòa Tân sẽ được hoàn thiện và đưa vào sử dụng, cung cấp nước sạch cho hơn 140 hộ dân trên địa bàn cồn An Lộc trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Ông Bùi Văn Mừng, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn tỉnh Trà Vinh cho biết, mục tiêu của công trình trạm cấp nước Cồn An Lộc là khắc phục tình trạng mặn xâm nhập, thiếu nước sinh hoạt của người dân đất Cù Lao, đồng thời tăng cường khả năng tiếp cận và sử dụng hiệu quả dịch vụ cấp nước hợp vệ sinh ở khu vực nông thôn của huyện Cầu Kè. Chiều hôm qua, Trường Đại học Trà Vinh phối hợp với Ban Quản lý Dự án SME Trà Vinh tổ chức hội thảo kết nối nhà trường, đơn vị ươm tạo và doanh nghiệp trong hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp năm 2020. Mục đích hội thảo nhằm kết nối các nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp, tạo ra một môi trường thuận lợi cho sinh viên ra trường có thể khởi nghiệp. Qua đây trao đổi kinh nghiệm kết nối nhà trường, đơn vị ươm tạo và doanh nghiệp trong hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp của các đơn vị. Tại hội thảo, các đại biểu được nghe 5 tham luận đến từ các đơn vị trong và ngoài tỉnh, gồm vai trò của chương trình mentoring trong gắn kết giữa doanh nghiệp và nhà trường, vườn ươm công nghệ Việt Nam Hàn Quốc kết nối và hỗ trợ doanh nghiệp, kết nối doanh nghiệp thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong trường đại học, định hướng phát triển trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp tại trường Cao đẳng Kiên Giang, kinh nghiệm hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp tại trường Đại học Trà Vinh. Quý khán giả thân mến, song song với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa là sự tác động của con người vào tài nguyên thiên nhiên và điều này sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sống. Chính vì vậy, thời gian gần đây, trong các đơn vị, tổ chức hay bất kỳ doanh nghiệp sản xuất nào đều có bộ phận chuyên trách về xử lý môi trường. Thực tế cho thấy nhu cầu về nguồn nhân lực kỹ thuật môi trường ngày càng lớn. Hiểu được vấn đề này, Trường Đại học Trà Vinh đã đưa vào chương trình đào tạo ngành kỹ thuật môi trường từ năm 2017 để đáp ứng nhu cầu việc làm hiện nay. Như chúng ta đã biết, trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, bảo vệ môi trường trong thời đại ngày nay không còn là vấn đề của riêng một quốc gia mà đã trở thành mối quan tâm của toàn cầu. Chính vì vậy, đội ngũ nhân lực trong lĩnh vực này đòi hỏi phải có kiến thức chuyên môn cao. Nếu như khoa học môi trường mang lại nền tảng lý thuyết quan trọng sau khi nghiên cứu về các hiện tượng khu vực ô nhiễm và vạch ra phương án giải quyết, thì ngành kỹ thuật môi trường được hiểu là ngành học về các kỹ thuật và công nghệ ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm, thu hồi, tái chế, tái sử dụng và trực tiếp xử lý chất thải thông qua các biện pháp sinh lý hóa học và đưa ra các giải pháp quản lý góp phần bảo vệ môi trường sống và phục vụ phát triển bền vững. Ngành kỹ thuật môi trường thuộc khoa nông nghiệp và thủy sản Trường Đại học Trà Vinh có chương trình đào tạo được thiết kế đặc biệt và tiên tiến, kết hợp với kiến thức khoa học nền tảng về hệ thống môi trường tự nhiên cùng các nguyên lý kỹ thuật, giải pháp công nghệ và quản lý giúp sinh viên phát triển khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, khả năng thích ứng trong các môi trường làm việc khác nhau, hình thành ý tưởng thiết kế, triển khai, vận hành các công trình và hệ thống kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề môi trường thực tế như kiểm soát ô nhiễm nước thải sinh hoạt và công nghiệp, xử lý chất thải và kiểm soát ô nhiễm không khí, xử lý và quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại, thu hồi và sử dụng bền vững tài nguyên, hướng tới mục tiêu bảo vệ môi trường và nâng cao sức khỏe cộng đồng. Đến với trường Đại học Trà Vinh, sinh viên có cơ hội tham gia nghiên cứu thực tế, học đi đôi với hành để nhằm tìm ra giải pháp trong vấn đề xử lý môi trường và tận dụng nguồn chất thải. Chất thải bỏ đi có thể biến thành nguồn tài nguyên quý giá hoặc là những sản phẩm hữu ích. Và điều này không chỉ giúp cho các bạn rèn luyện được kỹ năng chuyên môn mà còn phát triển được khả năng làm việc theo nhóm, thậm chí là làm việc độc lập. Và đây cũng là tiền đề thuận lợi cho các bạn trong công việc sau này. Cô Trần Thị Ngọc Bích, tiến sĩ ngành kỹ thuật môi trường, phó trưởng khoa nông nghiệp thủy sản Trường Đại học Trà Vinh cho biết, trong quá trình học thì các bạn sinh viên không chỉ được học lý thuyết đơn thuần mà các bạn còn có rất nhiều thời gian để làm các đề tài, đề án cũng như mô hình nhỏ từ những vướng mắc về môi trường của cộng đồng tại địa phương. Qua đó các bạn tự tập đề xuất những phương án tối ưu nhằm hỗ trợ cộng đồng như là thiết kế mô hình tuần hoàn và tái sử dụng nước thải trong nuôi trồng thủy sản, thùng ủ phân compost đảo trộn, tái chế rác thải điện tử Vinagas, xử lý chất thải rắn trong chăn nuôi, bãi chung lắp hộp vệ sinh cho khu dân cư 3.000 người, lò đốt rác thải sinh hoạt. Đặc biệt trong quá trình giảng dạy, giảng viên luôn định hướng cho các bạn sinh viên suy nghĩ về việc tăng mảng xanh trong không gian đô thị. Từ đó hình thành ý tưởng nghiên cứu mô hình Aquaponics. Mô hình Aquaponics là được hiểu nôm na là mình kết hợp thủy canh, kết hợp với nuôi trồng thủy sản. Và trong cái quá trình nuôi thủy sản thì mình cho thức ăn và sẽ có thức ăn thừa và phân của từ cái thủy sản thải ra và mình sẽ dẫn nước thải đó đem lên cây để cây độc hay cái rễ cây hoặc là cơ chất có trong mình làm tự xốp cho cây thì có thể tạo là một hệ thống lọc tự nhiên, lọc nước để đem tuần hoàn lại nuôi cho cá. Mô hình này là giúp là giống như là tận dụng tái sử dụng những cái vật liệu mà sử dụng hàng ngày mà
của người dân mà bỏ đi, như là em tận dụng như là trấu và sơ dừa để em làm một cái cơ chất để em trồng cây, và qua đó là em tận dụng than đá của những người dân thì là em làm để em lọc nước. Sinh viên ngành kỹ thuật môi trường của Đại học Trà Vinh ngay từ những năm đầu tiên nhập học đã được khuyến khích tham gia nghiên cứu khoa học và mang nghiên cứu của mình tham dự các cuộc thi về môi trường ở cấp trường hay thậm chí là cấp quốc gia, quốc tế, giúp sinh viên có cơ hội giao lưu học hỏi kinh nghiệm, tăng kỹ năng thực hành cơ bản, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và tự tin giải quyết vấn đề. Ngoài ra còn trao dồi cho sinh viên khả năng giao tiếp ngoại ngữ bằng việc giao lưu, hợp tác với các sinh viên nước ngoài. Qua đó giúp cho sinh viên có thể hiểu rõ công việc mà mình đang làm và định hướng được cho tương lai. Khi tham gia vào quá trình nghiên cứu này thì em được lợi rất là nhiều. Thứ nhất là em được áp dụng cái kiến thức mà mình học vào thực tế. Nó vừa là vừa lý thuyết đi đôi với thực hành. Thứ hai là sau này khi mà em đi ra ngoài môi trường làm việc thì em cũng có thể áp dụng các kiến thức này vào trong cái ngành nghề của em. Với mục tiêu là đào tạo, học để ứng dụng, học từ thực tiễn, sinh viên ngành kỹ thuật môi trường được trang bị những kiến thức chuyên sâu về hóa lý, vi sinh, cũng như tiếp thu được các kiến thức về cơ học, thủy lực, thủy văn, kết cấu địa chất, phục vụ vào việc tính toán, thiết kế, vận hành các công trình, xử lý và kiểm soát ô nhiễm môi trường. Qua đó hình thành được kỹ năng phân tích và đánh giá chất lượng đất, nước, không khí và tiếng ồn vào trong hệ thống xử lý môi trường, đề xuất phương pháp kiểm soát và xử lý môi trường trong hoạt động sản xuất và hiện tượng tự nhiên. Bên cạnh đó là có kỹ năng thiết kế công trình xử lý nước cấp, nước thải, khí thải, đất và chất thải rắn, tư vấn khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ vào trong việc xử lý môi trường. Ngoài ra, sinh viên ngành này có thể có khả năng lập kế hoạch điều phối, tổ chức giám sát, quản lý và vận hành công trình chuyên môn trong lĩnh vực kỹ thuật môi trường. Lý do thì em chọn học ngành này là thứ nhất là do em nhận thấy cái vấn đề ô nhiễm môi trường cũng đang ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của con người cũng như là sinh vật xung quanh. Do đó thì em muốn chọn một ngành học mà ở đó có thể giúp em đề ra được những biện pháp giảm thiểu cũng như là xử lý được cái vấn đề đó. Do đó em chọn ngành kỹ thuật môi trường để thực hiện vấn đề mà mong muốn cũng như góp phần của mình để giải quyết vấn đề về môi trường. Với kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm về môi trường được tích lũy qua việc tương tác thực tế trong suốt thời gian học tập tại giảng đường đại học, kỹ sư môi trường tốt nghiệp từ trường Đại học Trà Vinh hoàn toàn có ưu thế vượt trội về kỹ năng mềm, và đây cũng là lợi thế cạnh tranh của sinh viên ngành so với những đơn vị đào tạo khác. Kỹ sư môi trường là một ngành nghề nóng hổi trong giai đoạn hiện nay tại Việt Nam, chính vì vậy mà cơ hội việc làm luôn luôn rộng mở. Hiện tại thì kỹ thuật môi trường của Đại học Trà Vinh đang là ngành rất được quan tâm vì chúng tham gia vào hầu hết các ngành nghề đa phương tiện khác của cả tỉnh Trà Vinh, cũng như cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trong khi vùng đồng bằng sông Cửu Long đang nằm trong điểm nóng về biến đổi khí hậu của Việt Nam và cả quốc tế, thì môi trường luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Và đặc biệt hơn, hiện nay Việt Nam đang trên đà hội nhập quốc tế, là một trong những nước phát triển nhanh về công nông lâm thủy sản. Như vậy, vấn đề làm sao để phát triển được một ngành nông nghiệp thật là bền vững, tạo ra nguồn nông sản xuất khẩu an toàn, chất lượng và thân thiện với môi trường là điều vô cùng cần thiết. Qua đó có thể thấy được rằng, ngành kỹ thuật môi trường của Đại học Trà Vinh hứa hẹn đóng góp một phần rất lớn vào việc đào tạo nguồn nhân lực trẻ cho tỉnh nhà nói riêng và cho đất nước nói chung. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng đảm nhiệm vị trí quan trọng trong các khu công nghiệp, khu công nghệ cao về xử lý và quản lý chất thải. Các công ty tư vấn thiết kế, thi công, lắp đặt, vận hành và quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật môi trường, viện nghiên cứu về môi trường, các cơ quan quản lý nhà nước, bộ, sở ban ngành ở trung ương và địa phương, tổ chức quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Đồng thời, với nền tảng kiến thức chuyên ngành chắc chắn, sinh viên sau khi tốt nghiệp được tạo điều kiện tiếp tục học tập lên thạc sĩ, tiến sĩ trong và ngoài nước để thực hiện sự nghiệp nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật môi trường tại các trường đại học cao đẳng, hoặc có thể tự tin khởi nghiệp trong lĩnh vực đầu tư và phát triển hạ tầng kỹ thuật môi trường. Trong quá trình học thì các bạn sẽ luôn được hỗ trợ từ phía nhà trường, ban giám hiệu cũng như là giảng viên để mà các bạn có thể tận dụng hết cả phòng thí nghiệm và kể cả những cái thời gian nhàn rỗi của bạn để làm nghiên cứu. Với lý do là khi mà các bạn được đào tạo rất là bài bản như vậy và đa phần là trên 70% là các bạn sẽ thực hành, thì như vậy cơ hội nghề nghiệp của các bạn rất là rộng lớn. Với lại là do xu hướng thị trường ngày nay thì ngành nào cũng cần môi trường hết. Thế như vậy khi các bạn mà sinh viên ngành kỹ thuật môi trường khi mà ra trường á, thì họ sẽ có thể làm việc ở tất cả các sở ban ngành. Còn bạn nào mà giỏi tiếng Anh nữa, mà lanh lẹ nữa thì các bạn có thể là đầu
đầu quân cho các công ty nước ngoài để làm tư vấn tham vấn kỹ thuật, đặc biệt là ở các công ty mà chế biến thủy hải sản và là công ty thực phẩm, thì họ rất là cần kỹ sư môi trường để mà có thể là giám sát về những tiêu chuẩn là QHSE để mà đảm bảo cho là cái lượng hàng hóa của họ có thể xuất ra được nước ngoài. Trong năm 2020, theo chương trình đào tạo đổi mới và hội nhập của trường Đại học Trà Vinh, ngành kỹ thuật môi trường đang được xây dựng và phát triển chương trình theo chuẩn CDIO. Theo chương trình này, các bạn sinh viên sẽ được nâng cao hơn nữa những kiến thức về cách vận hành các hệ thống môi trường, các kỹ thuật, có thể là giám sát quan trắc, đảm bảo các yếu tố về sức khỏe, an toàn về môi trường. Đặc biệt là các bạn sẽ được thực tập trực tiếp tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hiện nay, nhà trường cũng đã tiến hành liên kết, hợp tác với một số doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nước ngoài, để cho sinh viên có cơ hội đến thực tập, hỗ trợ công ty giải quyết những vấn đề thực tại, cũng như cùng đội ngũ của công ty đề xuất ra những giải pháp cần thiết để phát triển bền vững hơn trong lĩnh vực môi trường. Thêm vào đó, trường Đại học Trà Vinh luôn là một trong những đơn vị đào tạo đi đầu trong lĩnh vực môi trường. Thực tế đã được chứng minh khi Đại học Trà Vinh được công nhận là top 200 trường phát triển bền vững trên thế giới năm 2020 do tổ chức UI Green Metric World University Ranking xếp hạng. Theo các tiêu chí về xây dựng và phát triển đại học bền vững, thân thiện môi trường và thiên nhiên, trường Đại học Trà Vinh tiếp tục tăng hạng và xếp hạng 129 trên 912 trường trên thế giới tham gia khảo sát, tăng gần 100 bậc so với năm 2019 và là một trong hai trường đại học ở Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng này. Để đạt được kết quả này, chính nhờ vào sự nỗ lực không ngừng của thầy và trò cùng ban giám hiệu và tập thể nhà trường trong quá trình hội nhập giáo dục quốc tế, khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục thế giới, góp phần nâng cao uy tín, chất lượng đào tạo của nhà trường để đáp ứng tốt nhu cầu của người học. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin cuối ngày.